Alo, xin chào các bạn. Hiện tại lúc tôi có cái phiên bản cập nhật mới nè. Những cái máy Samsung mà chạy chip Wacom á, mình có thể là xóa tài khoản Gmail được nha. Xóa mà dạng như không có cần chích Tecpon luôn các bạn. Những cái dòng Samsung cao cấp đầy đủ. Chích Tecpon thì mình phải tháo máy, mình dùng nhíp hay là cái gì đó, mình kết nối hai điểm Tecpon lại thì đưa về chế độ 9008 á để mình xóa tài khoản ha. Trên trang chủ thì admin có nói là mình phải dùng một cái cáp chuyên biệt nha. Cái cáp này vô giống như là mình vô chế độ Wacom á mà không có cần chích Tecpon nữa các bạn. Mình nối hai cái dây xanh với dây đen lại nè. Dây xanh là gì, dây đen là gì á? Dây xanh á là cái chân data. Các bạn thấy trên hình vẽ không? Dây xanh nè, nó đi vô chân data cộng nè. Cái dây đen á là mình nối mask, chế một công tắc hay là mình làm một cái thủ thuật bất kỳ nào đó, mình kết nối hai cái dây này lại. Ví dụ như cái hình này nè, các bạn thấy rõ hơn ha. Dây xanh với dây đen người ta quấn lại để cho nó tiếp xúc, rồi mình ghim vô cái máy và một cái thời điểm nào đó thì nó sẽ vô chế độ Wacom. Cái hình này cũng vậy nha các bạn. Dây xanh là data, dây đen nè, dây mask thì mình chế một cái công tắc nhịp nhẽ hoặc là công tắc cố định nào đó, mình đưa vô chế độ Wacom nha. Chế độ Wacom là dạng như là thay vì mình tháo máy mình chích Tecpon đó, mình vô chế độ Wacom bằng cái dây cáp này luôn, là rất là tiện nha các bạn. Mình cũng có đặt order trên mạng một cái cọng dây cáp gì V2 chuyên vô chế độ Wacom này các bạn, để mình tháo ra mình coi thử bên trong nó có gì ha. Này là cọng dây cáp mình mới đặt mua nè, của cái hãng gì chuyên, nói chung là cái hãng này nói là cái dây này là chuyên vô Xiaomi nha các bạn, vô chế độ Wacom của Xiaomi thôi nha. Công tắc này công tắc nhịp nhẽ nè, mình bấm vô là nó giống như kết nối hai cái điểm dây lại á, mình buông ra thì nó mất kết nối. Cái này, cái cọc dây này là mình chế để mình chạy cái dòng Huawei vô USB 1.0 rồi các bạn. Dây này thì mình chế theo kiểu mà dây xanh với dây đỏ ha, qua một cái con trở. Nói chung là dây á, thì không phải cái một cọng dây mình chạy được nhiều nhiều cái hãng máy nha các bạn. Các bạn để ý nha, ghim bài bạc mấy cái này nó dễ bị brick máy lắm ha. Bây giờ mình tháo cái dây cáp chuyên vô chế độ Wacom 9008 này mà không có Tecpon á, để coi bên trong nó có gì nha các bạn. Dây này thì mình đặt mua mình tính chạy những cái dòng Samsung chip Wacom á, không cần Tecpon á, nhưng mà mình chưa có chạy ha. Để mình tháo ra mình coi thử bên trong nó có gì. Nó có nhiều lúc sợ nó qua mấy cái con trở á, thì mình nói chung á, là mình cũng chưa biết chạy được hay không á, mình cũng không có nên thử nha các bạn. Những cái dòng Samsung cao cấp á, mình chạy những cái dây này bậy bạ có khi là nó bị brick ra. Này bên trong này nó thiết kế khá là đơn giản, còn một công tắc nhịp nhẽ này. Bên này các bạn nhìn kỹ thì nó sẽ có bốn đầu dây trắng đỏ xanh đen. Xanh đen á là như cái hình á, là chủ yếu mình bấm công tắc á để nó kết nối đầu xanh á với lại đầu đen lại ha. Bên này rõ hơn nè, các bạn thấy nó đi đúng chân nha. Thì cái dây này thì mình bung ra thì mình thấy nó có thêm cái con trở như nè các bạn. Mình chưa có máy mà mình test á. Này hôm nay mình review cái cọng dây này cho các bạn xem thôi ha. Rồi để hôm nào có máy á, thì mình dùng cái dây này mình chạy thử một con hai con, coi thử nó có vô chế độ 9008 mà không cần chích Tecpon để mình xóa những cái tài khoản Gmail, những cái hãng máy có được hay không ha. Các bạn những cái dây này mình để ý nha, mình không có chuyên thì mình không có chế bậy bạ, mình ghim vô có khi nó bị brick cái điện thoại của mình ha. Tại mình đã từng làm một cái con Huawei á, mình thấy cái điểm kết nối thì nó phải qua dây dây xanh và dây đỏ, còn cái này thì dây đen với lại dây xanh ha.